Xin chào tất cả các bạn, mình là Kensuke. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp Don't Tha Shipwreck. Trời ơi, khổ thân cái là cài thêm vài cái bot cái xong rồi nó hư luôn cái bên đang quay nhân vật Harris rồi. Thôi giờ chơi luôn nhân vật khác đi. Lỡ rồi quay luôn tiếp nhân vật khác. Trời ơi, khổ gì đâu á. Chơi con này đi. Mới tải con này không biết nó ra sao. Sari. Cô ấy có một cây kim lớn hả? Ủa, cái này có phải là sợ không này? Lửa với quái vật hả? Có thể làm cái túi mèo. Vãi, Hinata cô ấy là ninja. Như thì ninjutsu. Thôi, cái vô con Sari này thử đi. Nhân vật này hình như là của tụi tàu làm. Sari. Bắt đầu. Để thế giới mặc định luôn đi. Chứ không mình mà chỉnh một cái là cái gì nó cũng phong phú hết á. Không muốn đụng tay vô. Một khi đã đụng rồi là thế giới đầy đủ mọi thứ. Không thiếu thứ gì. Mong sao mốt nó đừng có bị lỗi gì hết á. Tại vì cái kia đang chơi giữa chừng mà mình cài thêm mốt nên nó mới gặp nhiều sự cố. Thật ra do ham hố. Nếu không bật mê mốt đó lên thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Ôi, lâu vậy. Tại thế giới lâu vậy trời. Rồi, chắc sắp được rồi á. Thấy im lặng là sắp được rồi. Oh my god. Ừ, tưởng đứng luôn rồi chứ. Lẹ. Dậy. Dậy. Trời ơi, cái kiếm có phần trăm hả? Đập coi. Kiếm dài vậy mà đập không tới. Ôi. Chứ không phải mình chỉ có tải mini map đồ rồi hả trời. Em mới vô còn có thịt nữa nè. Máu vậy. Trời ơi. Đúng là khác biệt thiệt á. Chẳng có cái gì để lượm hết. Lỡ rồi. Khai thác tài nguyên triệt để. Có cái đảo này vui vậy. Dài. À, có cái cây. Mới cài thêm mấy cái mốt thị máu đồ. Thời tiết đồ nữa. Nói chung mà tiện lợi. Thời buổi bây giờ khó khăn đào đá hết. Không có cục nữa.
cỏ đồ cứ lượm hết đi, đến lúc cần thì lại không có nữa, mệt lắm. Rồi mở rộng bản đồ, đúng chất mà. Không có thức ăn luôn mới ghê chứ. Thôi để viên đá này xem nó có lòi thức ăn ra thêm không. Chặt 4 cái cây làm cái túi vậy đó. Trồng trở thành rừng dừa. Thôi cứ một cây là được hai quả. Tính để một quả để ăn nhưng thôi kệ đi. Mới ngày đầu ăn gì nhiều. Chết cha. Thiếu một viên đá. Nhưng thời gian còn nhiều không sao. Từ từ. Đi đâu ai? Đi lên đây đi. Mấy bụi cỏ nó nhúng nhít này. Lỡ đâu nó chui ra cả đàn rắn nữa. Ồ, cái map này lạ quá. Chết này con. Ôi giời. Sao nó cắn mình nhiều máu vậy? Rồi, đi tiếp. Lửa cần gì? Rồi, đổ rồi. Cái đảo này trông nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn dữ. Trời ơi. Biết tâm mà không có cái gì ở trên đây luôn. Mấy cây đây? 4 cây. 4 chè với 3 cái cây đó. Ơi sắp chiều rồi, lẹ lên chứ không rắn nó bò ra tùm lum nữa. Chắc bây giờ mà còn dễ xuất hiện rắn nữa chứ huống chi gì nữa. Rồi chiều rồi, đừng có ra con rắn đâu hết á. Đúng rồi. Nấu con này xíu lên ăn. Hồi được 8 giọt. Trời ơi. À, có thịt nữa nè. Lo gì chết đói. Trời ơi. Hồi nhiều quá. Uổng quá. Phí quá. Không sao, không sao. Ngày mai đi vòng quanh đây chơi. À quên, mình chặt mấy cái dừa để làm túi mà chưa chặt đủ nè. Túi đâu? Ủa không, ở dưới. 4 cái. Anh nhầm.
Trời ơi chết rồi. Chặt cho rớt ráng xuống chơi. Rớt thiệt. Cây này mạnh thiệt. Có độ bền với máu nha. Chưa kịp lận nữa. Nấu cái này đi. Thôi, nhân vật này tạo hình dễ thương vãi. Lại lên, lại lên. Rồi. Từ từ. Có gì đi chăng nữa thì cũng phải có cái túi cái đã mới chịu được. Đang cầm cái rìu luôn. À, trời ơi, có vụ này nữa hả? Trái dừa rớt vô đầu rồi chứ. Vờ lờ mất cả đống máu luôn. Bực mình, trái dừa này để ăn. Ủa sao ít cây vậy? Mấy cây này. Thôi 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 thôi, khỏi ăn đi. Trồng luôn. Cây dừa gì mà ít vậy trời. Ở dưới này có cây nào không? Hết rồi. Thôi chặt đỡ cây nào đi. Cái này cái gì đây? Không biết có lá không ta. Chặt cây này mà không có lá chắc đập đầu luôn á. Ừ có này. Rồi ok. Mình đang đi đâu đây? Sao hồi nãy mình không tới chỗ này? Chết con này. Ôi. Sao nó giật? Nhớ mất 8 giọt thôi mà. Rồi. Không có đá kia luôn. Hay quá. Là mình đặt cái bè về đó. Cái đảo này vui thiệt. Rồi. Chúc mừng luôn. Cục đá bên này không đập, đập cục bên này. Linh nào cho mấy miếng coi. Trời ơi. Nghèo nàn dữ. À đây 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 đây. Hai cục. Đi mở cho xong. Rồi ok.
Ha, làm mình tưởng. Những thứ ăn được quất qua bên đó hết. Nó cái đảo này cũng đâu có nhỏ đâu, trời ơi. Đâu? Ồ. Không nhỏ chút nào. Tính lượm luôn cả mấy cái sò này nè. Nhưng mà thôi, lượm vô tốn chỗ lắm, chứa chỗ đâu cho mày hết. Dưới đây còn một viên đá đập cho hết luôn. Thôi mấy đá này làm gì có flint. Đi đói ăn. Thôi thôi kệ, cứ làm đi, biết đâu sau này lại kiếm được nhiều flint. Còn một viên ngay đây, một viên ngay đây. Rồi, vậy là hết rồi đó. Bất cứ cái gì ăn được lượm hết. À đây 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 đây. Không biết chạy về kịp không? Chắc kịp. Thôi chạy chạy. Thôi còn viên đá này, đập nốt luôn đi. Quyết định là không đi xuống nữa. Lẹ lên. Lẹ 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 lẹ. Thôi lửa. Đó, đẹp. Xong. Càng hết đá trên đảo. Đó, cái cửa đóng thấy rồi. Rồi. Chờ qua ngày nữa thôi. Có cái gì để làm. Nấu cái này ăn cho nó hồi lại máu coi. Rồi rồi. Đứa quân trong ngày đó nội sinh. Đứa nào nội sinh đi vô đây tỉnh lê. Quân lâu dài qua đêm lại lên qua 1 2 3 qua chưa sắp rồi. Rồi ok, chết rồi, đứng trong lửa vậy mà không cháy tóc.
tóc dài thì còn hơn chân nữa. Rồi, video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Quên.